Cái mũ này được đấy, được đấy. Còn mũ này được việc đấy. Rồi. Chuẩn bị hai chị em mình sẽ đi ăn mì nha mọi người ơi. Hà Tim vào follow đi, chuẩn bị đi ăn mì. Liên hoan TikTok mới. Đừng lên du hướng. Cầm biên. Liên hoan TikTok mới. Đừng lên du hướng. Bây giờ phải cho cái tờ này giải đen. Em mình đi ăn này. Đây. Mọi người ơi, cái tòa nhà kia kìa, 50 mét mặt tiền trước là nha khoa của mình ở đấy. Thế nhưng mà sau là mình chuyển về kia nên không làm nha khoa nữa. Thế là mình mua cái nhà bên kia. Hai chị em đi ăn. Giơ tay chào mọi người nào. Ở đấy. Và đi bằng cái gì mọi người nhìn này. Con xe xịn chưa? Rồi, cầm lấy đi tiếp sang đường. Này.
Đây, cho mọi người xem đây này, toàn bộ cái chỗ mặt tiền này là trước là nha khoa của mình đấy. Mọi người đi ăn pizza nha. Đây, toàn bộ ở đây này, lật sang bên kia nữa. Chào mọi người nhé, và bây giờ hai chị em mình đi ăn pizza đây. Nhớ thả tim và follow để tí nữa mình quay pizza với mọi người nhá. TikTok ơi đừng vậy nữa, nhà mình còn gì đâu. Anh quản lý TikTok ơi, nếu anh có thương hại anh đi qua em thì anh dừng lại đây, anh tha cho em nha, em mất 1,5 triệu follow rồi. Em lại anh, em lại anh, em đi ăn đây. Mọi người nhớ follow TikTok mới của mình. Mình đặt cái tên này cho nó khác cái tên kia đi, để lỡ biết đâu là cái tên kia nó đen. Mình đặt là nô tì vừa rua 88. Đấy, sau này mà follow lên cao thì mình đổi sau. Đấy, đây là tôi chết rồi. Chị này in nhầm mất rồi. Chị lộn mất rồi. Nô tì của rua là viết thường hết 88. Rồi, chị em mình đi ăn trưa đây. Rồi chào mọi người đi rồi kết thúc video nào. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.